À, đây nó là cái bộ đồ chơi gỗ 2 trong 1, là hàng thương hiệu Carter's. Nó là set sort of block set. Nó là hàng thương hiệu Carter's của Mỹ, dành cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên. À, tập khéo tay và phân biết cái dạng hình học và kết hợp tay mắt. À, bộ này của nó là gồm 50 khối. Đó, nó vừa là bộ thả hình gỗ, vừa là cái bộ gỗ xếp hình để cho bé nó kết hợp tay mắt và nó sáng tạo. Rồi, bộ này là nó gồm là 50 chi tiết ha, 50 khối, nhưng mà nó bị mất hết hai khối và thay bằng hai khối khác. Đây có thể thấy là hai khối màu xanh dương đây nè. Đó, khối này và khối này đã bị mất và thay bằng hai khối gỗ xịn luôn màu đỏ như đây. Đó, hai khối màu đỏ này. À, có thể thấy là cái hình nó, cho nên cái hình nó chỉ khác một chút thôi. À, tình trạng tất cả các khối còn khá là mới nha, rất là mới đó, rất ít trầy xước.